xin chào tất cả các em. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt bài 37. Vần em, vần êm, vần im và vần Trước tiên cô trò chúng ta cùng nhau vào phần 1, đó là phần nhận biết. Các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh và cho cô giáo biết em nhìn thấy trong bức tranh đó là hình ảnh gì. Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh chị và em đang chơi trò chơi đấy. Đây này, bạn tên là bạn chị Hà này. Còn đây là em bé này. Và các em có biết đây là trò chơi gì không? Các em ạ, đây chính là trò chơi trốn tìm đấy. Và trò chơi trốn tìm này thì có một người đi trốn này và một người là đi tìm. Trước khi đi tìm thì phải bịt mắt lại, phải nhìn thấy người ta chỗ người ta trốn này. Đây là chị Hà đang là đứng bịt mắt. Còn em thì đang đi trốn đấy. Và đây chính là trò chơi trốn tìm. Và tương ứng với bức tranh này, cô giáo có câu ứng dụng sau. Cô mời các em chú ý lắng nghe cô đọc nhé. Chị em Hà chơi trốn tìm. Hà tủm tỉm đếm. 1, 2, 3. Cô mời các em đánh vần cùng cô. Chờ y chi nặng chị, em hờ a ha huyền hà. Chờ ơi chơi, chờ ôn trôn sắc trốn. Tờ im tim huyền tìm, hờ a ha huyền hà. Tờ tum hoài tủm, tờ im tim hoài tỉm. Đờ êm đêm sắc đếm, mờ ốt mốt nặng một. Hờ ai hai, bờ a ba. Chị em Hà chơi trốn tìm. Hà tủm tỉm đếm. 1, 2, 3. Các em hãy quan sát câu ứng dụng và cho cô giáo biết trong hai câu này thì tiếng nào có chứa vần em, vần êm, vần im và vần Các em ạ, trong câu này thì tiếng em có chứa vần em, tiếng tìm có chứa vần im, tiếng tổm có chứa vần tiếng tỉm có chứa vần im đấy các em ạ. Cô mời các em đọc lại. Em, tìm, tủm, tỉm. Em, tờ im tim huyền tìm. Tờ tum hỏi tủm, tờ im tim hỏi tỉm. Chị em Hà chơi trốn tìm. Hà tủm tỉm đếm. 1, 2, 3. Như vậy các em đã tìm được ra các cái vần mà hôm nay chúng ta học. Đó là vần em, vần im, vần Cô xin lỗi nhé, còn vần êm nữa các em ạ. Tiếng đếm nhé. Đờ êm đêm sắc đếm. Tiếng đếm có chứa vần êm. Giờ cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện đọc. Em. Vần em có âm e đứng trước, âm m đứng sau. Em. Vần em có âm e đứng trước, âm m đứng sau. Im. Vần im có âm i đứng trước, âm m đứng sau. U m. Vần có âm u đứng trước, âm m đứng sau. Em, im. Cô mời các em quan sát cho cô giáo bốn vần và cho cô giáo biết điểm giống và khác nhau giữa bốn vần này. Trong bốn vần này thì có điểm giống nhau là đều có âm m đứng sau đấy các em ạ. Là âm m gọi là âm cuối. Còn âm e, vần em có âm e đứng trước, vần êm có âm e đứng trước, vần im có âm i đứng trước, còn vần có âm u đứng trước. Như vậy là các âm đứng trước này được gọi là âm chính. Và điểm khác nhau ở các vần này là khác nhau ở âm chính các em nhé, còn giống nhau là ở âm cuối. Đây chính là thuộc kiểu vần âm chính và âm cuối đấy các em ạ. Mời các em đọc cho cô. Đờ êm đếm. Đờ êm đêm sắc đếm.
Tiếng đếm có âm đờ đứng trước và êm đứng sau, thanh sắc trên ê. Đờ, êm, đếm. Các em hãy luyện đọc cho cô các tiếng sau. Hẻm, hờ, em, hem, hỏi, hẻm. Tiếng hẻm có âm hờ đứng trước và em đứng sau, thanh hỏi trên e. Kem, ca, em, kem. Tiếng kem có âm ca đứng trước và em đứng sau, thanh ngang. Mềm, mờ, êm, mềm, huyền, mềm. Tiếng mềm có vần âm mờ đứng trước và êm đứng sau, thanh huyền trên ê. Nếm, nờ, êm, nêm, sắc nếm. Tiếng nếm có âm nờ đứng trước và êm đứng sau, thanh sắc trên ê. Mỉm, mờ, im, mim, hỏi, mỉm. Tiếng mỉm có âm mờ đứng trước và im đứng sau, thanh hỏi trên y. Tím, tờ, im, tim, sắc tím. Tiếng tím có âm tờ đứng trước và im đứng sau, thanh sắc trên y. Trụng, chờ, chum, nặng trụng. Tiếng trụng có âm chờ đứng trước và đứng sau, thanh nặng dưới u. Mũm, tiếng mũm, mờ, mum, ngã mũm. Tiếng mũm có âm mờ đứng trước và đứng sau, thanh ngã trên u. Hẻm, kem, mềm, nếm, mỉm, tím, trụng, mũm. Tiếp tục cô và các em cùng nhau luyện đọc các câu từ ứng dụng. Các em hãy quan sát bức tranh thứ nhất và cho cô giáo biết trong bức tranh thứ nhất em nhìn thấy đó là hình ảnh gì. Các em ạ, đây chính là hình ảnh cái tem thư. Rất là có một số bạn thì biết đúng nào, và có một số bạn thì rất là lạ lẫm đối với hình ảnh này. Cô xin giới thiệu với các em nhé. Đây chính là cái tem thư. Tem thư này là của nước Việt Nam, do đó có tên chữ Việt Nam ở trên góc này. Và đây là giá tiền của một cái tem, đó là 3.000 đồng. Đấy. Và cái tem này thường là người ta dùng để dán vào các cái bưu kiện hàng hoặc là phong bì thư để gửi các tài liệu đi các nơi. Và tương ứng với bức tranh này, cô giáo có từ sau: tem, thư, thờ, em, tem, thờ, ư, thư, tem, thư. Tiếng tem có chứa vần em hôm nay chúng ta học. Tiếp tục các em quan sát bức tranh thứ hai. Các em quan sát và coi cho cô giáo biết nào, em nhìn thấy gì trong bức tranh? Các em ạ, đây chính là hình ảnh ngôi nhà. Trong bức tranh đó là hình ảnh ngôi nhà đấy các em ạ. Đây là ngôi nhà được xây theo kiểu ngày xưa, cho nên là có mái ngói này và có bậc thềm này các em này. Đây chính là bậc thềm nhà đấy các em ạ. Đấy, đây là một bậc, hai bậc và ba bậc. Đây là nhà theo kiểu ngày xưa, thường có những cái bậc thềm để bước lên nhà của mình ấy. Và tương ứng với bức tranh này, cô giáo có từ sau: thềm, nhà. Thờ, êm, thêm, huyền, thềm. Nhờ, a, nha, huyền, nhà. Thềm, nhà. Tiếng thềm có chứa vần êm hôm nay chúng ta học. Các em quan sát tiếp bức tranh và cho cô giáo biết trong bức tranh là hình ảnh ai. Các em ạ, đây chính là hình ảnh em bé đấy. Em bé này đang làm gì? Em bé này đang tủm tỉm cười đấy các em ạ. Trong khi em bé cười thì mặt rất là xinh đúng không? Tương ứng với bức tranh này, cô giáo có từ sau: tủm, tỉm. Tờ, tum, hỏi tủm. Tờ, im, tim, hỏi tỉm. Tủm, tỉm. Tiếng tủm có chứa vần và tiếng tỉm có chứa vần im. Mời các em đọc lại: tem, thư, thềm, nhà, tủm, tím. Cô mời các em đọc lại cả bài. Em, êm, im, đờ, êm, đếm. Đờ, êm, đêm, sắc đếm. Hẻm, kem, mềm, nếm, mỉm, tím, trụng, mũm. Tem, thư, thềm, nhà, tủm, tím. Như vậy là cô hướng dẫn các em luyện đọc xong phần 2. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần 3, đó là phần luyện viết. Vần em được viết bởi con chữ E ghép với con chữ M có cùng độ cao là 2 ly. Vần em gồm có hai con chữ, đó là con chữ E ghép với con chữ M. Con chữ E đứng trước và
còn chữ M đứng sau, có cùng độ cao là 2 ly. Dấu E chúng ta để ở giữa ly thứ 3. Phần im được ghép với con chữ Y, ghép với con chữ M. Khi viết con chữ Y đứng trước thì con chữ M đứng sau, cùng độ cao là 2 ly. Vần có con chữ U đứng trước, con chữ M đứng sau, có cùng độ cao là 2 ly. Tiếp tục hướng dẫn các em viết từ thềm nhà. Từ thềm nhà gồm hai tiếng, đó là tiếng thềm và tiếng nhà. Tiếng thềm có âm thờ đứng trước, vần êm đứng sau, thanh huyền trên ê. Từ tiếng thềm sang tiếng nhà, chúng ta cách một con chữ O. Tiếng nhà có âm nhờ đứng trước, âm A đứng sau, thanh huyền trên A. Chúng ta được từ thềm nhà. Tiếp tục là từ tủm tỉm. Từ tủm tỉm gồm hai chữ, đó là chữ tủm và chữ tỉm. Chúng ta viết chữ tủm trước là con chữ tờ, ghép với phần thanh hoại trên U. Tiếng tỉm có âm đầu là âm tờ, ghép với phần im, thanh hoại trên Y. Chúng ta được từ tủm tỉm. Tiếp tục cô hướng dẫn các em luyện đọc đoạn ứng dụng. Trong đoạn ứng dụng này có rất nhiều câu ứng dụng. Khi cô đọc mẫu, các em hãy quan sát và đếm cho cô giáo xem là đoạn chúng ta vừa đọc gồm có mấy câu nhé. Chim ri cần cù tìm cỏ khô về làm tổ, đêm qua nó bị ốm, chim sẻ và chim sơn ca đến thăm, đem cho nó túm rơm. Chim ri cảm ơn chim, cảm ơn sẻ và sơn ca. Như vậy là cô vừa đọc cho các em xong các câu ứng dụng trong đoạn này. Hay bạn nào cho cô giáo biết trong bài đọc này gồm có mấy câu? Bài đọc này nó gồm có 4 câu đấy các em ạ. Hết một câu chúng ta có dấu chấm các em nhé. Từ đầu cho đến chữ tỏ là một câu. Từ đêm qua cho đến chữ ốm là câu thứ hai. Và từ chữ chim sẻ cho đến túm rơm là câu thứ ba. Và cuối cùng là câu còn lại. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau luyện đọc câu này nhé. Đánh vần cho cô. Chờ im chim, rờ y ri, cờ ân cân huyền cần, cờ u cu huyền cù, tờ im tim huyền tìm, cờ o co hỏi cỏ, khờ ô khô, vờ e vê huyền về, lờ am lam huyền làm, tờ ô tô hỏi tổ, đờ êm đêm, quả a qua, nờ o no sắc nó, bờ y bi nặng bị, ô mở ôm sắc ốm, chờ im chim, sờ e xe hỏi xẻ, vờ a va huyền và, chờ im chim, sờ ơn sơn, cờ a ca, đờ êm đêm sắc đến, thờ âm thăm, đờ em đem, chờ o cho, nờ o no sắc nó, thờ ung tum sắc túm, rờ ôm rơm, chờ im chim, rờ y ri, cờ âm cam hỏi cảm, ơ nờ ơn, sờ e xe hỏi xẻ, vờ a va huyền và, sờ ơn sơn, cờ a ca, chim ri cần cù tìm cỏ khô về làm tổ, đêm qua nó bị ốm, chim sẻ và chim sơn ca đến thăm, đem cho nó túm rơm, chim ri cảm ơn sẻ và sơn ca. Các em hãy quan sát trong bức tranh và đây chính là các loài chim đã đến giúp con chim ri đấy các em ạ. Con chim ri nó cũng rất là một con vật rất là cần cù, chịu khó đi tìm cỏ khô về làm tổ. Nhưng mà do đêm qua là chim ri bị ốm, không đi tìm được cỏ, cho nên là chim sẻ và chim sơn ca, đây là chim sẻ này, đây là chim sơn ca, đã đến giúp chim ri, cho đem cho nó một túm rơm. Đây là túm rơm các em, và đây túm rơm và để cho chim ri làm tổ đấy. Đây chính là tổ chim các em ạ. Chỉ tổ chim thì thường nằm ở trên cây cao đấy. Đây hay còn gọi là nhà của con chim đấy. Các em hãy quan sát trong các câu này và cho cô giáo biết nào, tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học. Các em ạ, tiếng chim có chứa vần im hôm nay chúng ta học. Chờ im chim, tiếng chim có âm chờ đứng trước, vần im đứng sau.
tiếng tìm, tờ im tim huyền tìm, tiếng tìm có âm tờ đứng trước, vần im đứng sau, thanh huyền trên y. Tiếng đêm, đờ em đêm, âm đờ đứng trước, vần em đứng sau, thanh ngang. Tiếp tục là tiếng chim có chứa vần im, tiếng chim có chứa vần im. Tiếng đêm có chứa vần em, âm đờ đờ đứng trước, vần em đứng sau, đờ em đêm. Tiếng túm có chứa vần tờ tum sắc túm, âm tờ đứng trước, vần đứng sau. Tiếp tục lại tiếng chim nữa. Như vậy là cô hướng dẫn các em luyện đọc xong phần 4, đó là các câu ứng dụng. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần 5, đó là phần luyện nói. Chủ đề luyện nói của chúng ta hôm nay nói về chủ đề giúp bạn. Vậy các em sẽ quan sát xem các bức tranh, xem là bạn là chúng ta sẽ giúp bạn, các bạn đã giúp nhau điều gì nhé. Các em hãy quan sát bức tranh thứ nhất nào, và cho cô giáo biết trong bức tranh đó là hình ảnh gì. Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh bạn Nam và bạn Hà đang đi học về đấy các em ạ. Và trên đường đi học về thì trời nắng, thì các em hãy quan sát xem bạn Hà đã làm gì. Các em ạ, bạn Hà đã có cái ô để che nắng. Và khi thấy bạn Nam đi cùng đường mà bạn Nam lại không có đồ để che trên đầu để cho đỡ nắng, thì bạn Hà đã cho bạn Nam đi cùng ô đấy các em ạ. Và đây chính là việc làm giúp đỡ bạn đấy các em. Và như vậy bạn bè thì chúng ta cần phải biết giúp đỡ nhau các em nhé. Tiếp tục bức tranh thứ hai, em quan sát nào, đây chính là bạn Hà, còn đây là em bé, em của bạn Hà. Các em quan sát thấy chị và bạn Hà đang làm gì đây? Chị Hà và em đang làm gì đây? Các em ạ, chị Hà thì đang bờm cho em một chiếc bờm lên đầu và chỉnh lại tóc cho em cho đẹp đấy. Và hai chị em cười rất là vui vẻ. Em bé thì rất là thích thú khi được chị giúp đỡ đấy. Và đây cũng chính là việc làm để giúp đỡ bạn đấy các em ạ. Như vậy qua chủ đề luyện nói này, cô hy vọng rằng các em sẽ giúp đỡ nhau trong cuộc sống và biết giúp đỡ bạn các em nhé. Như vậy cô vừa hướng dẫn các em học xong bài 37. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi.